chúc Trinh Vương không hề nhiễm tôi truyền. Thật mẹ là mẹ Thiên Chúa, mẹ khiết chính trọn đời. Cùng chúc Trinh Vương là kho tích ơn thiêng, mẹ đã hy sinh lập công để cứu chuộc nhân loại. Mẹ Maria ai là không được mẹ thương đến. Khôn thay nhân loại mẹ đắm nên lãng quên. Mẹ Fatima con nguyện xin đền ta yêu mến, muốn hy sinh nhiều yên vui mẹ khỏi ưu phiền. Cùng chúc Trinh Vương mẹ quyền phép khôn lường, vì mẹ đầy ơn Thiên Chúa mẹ nữ phương muôn loài. Cùng chúc Trinh Vương mẹ nhân ái yêu đương, mẹ cứ giúp ai lạc bước ai khốn khổ trên đời. Mẹ là cây xanh thắm che người đi trong nắng, mau về tới
con sống trong tình thương, sống trong tình thương. Mẹ đã chút bỏ mọi sự để trở thành
nhân dân cha bà con và thân thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Trong kinh quý cha, kinh thưa quý tu sĩ, kính chúc ban giám, quý ông bà chị em, đặc biệt là quý ông bà chị em gia đình thành viên tỉnh Hồ Nam. Một tuần sau lễ Giáng sinh vào ngày 1 tháng Giêng đầu năm, phục vụ giáo hội mừng lễ về Đức Maria với thực hiện Mẹ Thiên Chúa. Đây là thực hiện hết sức cao trọng mà Thiên Chúa dành riêng cho mẹ. Lễ Đức Maria và Mẹ Thiên Chúa là bộ mặt của gia đình Trần Hiến miền hôm nay. Vào ngày chủ nhật vừa qua sinh hoạt các giáo xứ cho nên chưa mừng lễ được và đã chọn ngày hôm nay thứ tư ngày 4 tháng Giêng để mừng lễ trọng chính Maria Mẹ Thiên Chúa là bổn mạng. Cộng đoàn chúng ta tất cả vỗ tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng. Về hiện diện trong thánh lễ hôm nay, thay lời cho quý cha, quý tu sĩ, quý ban hành giáo và cộng đoàn giáo xứ, chúng con được hân hoan chào đón cha tổng phụ trách gia đình Trần Hiến toàn quốc. Cha giám văn phòng và quý cha trong ban đại huấn của gia đình Trần Hiến. Chúng con cũng hân hoan chào đón ban phục vụ gia đình Trần Hiến của Hạ Biên Hòa, Hạ Hòa Thăng và quý ông bà anh chị em gia đình Trần Hiến các giáo xứ thuộc Hạ Hồ Nam xin chân thành kính chào. Chúng con cũng có nhận thấy sự hiện diện của quý thầy bên giảng huấn rồi quý khách xa gần cùng về với giáo xứ chúng con trong thời điểm này. Hiện trường thân lễ hôm nay chúng ta cùng gia đình Trần Hiến mình hôm nay trung tâm tình tạ ơn Chúa nhân dịp mừng bổn mạng, cầu cho quý hội viên cũng quý ân nhân của gia đình Trần Hiến, quý tu sĩ, quý cha phụ trách, quý vị còn sống cũng như đã qua đời, cầu cho linh hồn du xe thiên, cho du xe quỷ, tạ ơn tất cả du xe, cầu bình an cho gia đình, cầu cho anh Na Hoa cố đang minh cố du xe đàn, du xe học cụ du xe có tính, cho cha đoàn minh hạnh, cho anh Na Trâm, cho du xe và anh Na Toán, cho ông bà tổ tiên và các linh hồn. Để tâm tình cầu xin và những ý nguyện chúng ta cùng hiệp dâng lên được Chúa thương chấp nhận, chúng ta thành tâm hân hối. Lời Chúa thiên hương cho chúng con. Lạy Chúa trên có lòng từ bi Chúa cho chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
chúng ta rất là cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, này Đức Trinh Nữ Maria sinh hạ Đấng Cứu Thế, Chúa đã tặng ban cho nhân loại kho tàng ơn cứu độ muôn đời. Xin cho chúng con được nhờ lời Đức Mẹ nguyện giúp cầu thay. Vì xin nhờ Đức Mẹ chúng con mới được nhận lãnh nguồn sức sống vĩnh cửu là Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, người là Thiên Chúa hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Thiên Chúa nhắc cho dân nhớ rằng nếu họ đặt mình dưới quyền bảo trợ của Thiên Chúa, dân sẽ được người che chở, chúc lành, rủ lòng thương và ban bình an. Bài trích sách dân số. Chúa phán cùng Mô-xê rằng: Thánh Phaolô tông đồ chuyển hiểu Galata.
Anh em thân mến, khi đã tới lúc thời gian viên mãn, Thiên Chúa đã sai con là sinh hạ bởi người phụ nữ, sinh dưới chế độ luật, để cứu chuộc những người ở dưới chế độ luật, hầu cho chúng ta được nhận làm những tử. Sở dĩ vì anh em được làm con, Thiên Chúa đã sai thần trí của con Ngài vào tâm hồn chúng ta, kêu lên rằng: Áp Ba, nghĩa là lệnh cha. Thế nên bà không còn phải là tôi tớ, nhưng là con. Mà nếu là con, các bạn cũng là người thừa kế nhờ ơn Thiên Chúa. Đó là lời Đức Maria trước cả Thánh Giuse là chủ hộ
Chúng ta biết rằng trong thời gian rao giảng tin mừng, Chúa Giêsu đã nói rằng, cho dù trời đất này cũng qua đi, thì một chấm một phẩy trong Thánh Kinh cũng không qua đi cho đến khi hoàn tất. Như vậy thì Chúa Thánh Thần là tác giả của Thánh Kinh, Ngài phải có lý do để đặt Đức Maria đứng trước Thánh Giuse và Hài Nhi Giêsu. Phải chăng đây là ý muốn của Thiên Chúa? Nhìn vào những việc Chúa làm, những lời Chúa nói được chép lại trong Thánh Kinh, nhất là qua cuộc đời của Chúa Cụ Thể, thì các thánh nói rằng Thiên Chúa là đấng toàn năng và làm được mọi sự, không ai có thể thêm hoặc bớt gì cho Ngài. Ngài không cần ai cộng tác gì cho Ngài để có thể làm được việc này việc nọ. Thế nhưng dựa vào những việc Chúa đã làm thì chúng ta rút ra được kết luận, đó là Thiên Chúa muốn ban, muốn làm tất cả mọi việc nhờ Đức Trinh Nữ Maria, thì Ngài cũng muốn cho chúng ta nhờ Đức Mẹ để đến với Chúa. Thật vậy, sau khi Nguyên Tổ chúng ta sa ngã trong vườn địa đàng, thì Chúa đã hứa ban đấng cứu độ. Trải qua mấy ngàn năm, như câu sứ trước tin mừng chúng ta đọc, thuở xưa nhiều lần nhiều cách, thì Chúa đã phán dạy chúng ta qua các ngôn sứ. Các ngôn sứ đấy để lặp đi nhắc lại lời Chúa đã hứa, nhưng lời hứa vẫn là lời hứa. Trong bài đọc 2, Đức Phaolô Tông đồ trong thư gửi cho giáo đoàn Galata đã nói: khi thời gian tới hội viên mãn, viên mãn ở đây là đủ điều kiện để con Thiên Chúa giáng trần. Như vậy thì điều kiện đó là gì? Khi thời gian tới hội viên mãn, Thiên Chúa sai con mình đến, sinh bởi một người phụ nữ, sống dưới chế độ luật để cứu độ những ai sống dưới chế độ luật. Để nhờ đó chúng ta được kêu lên Ác Ba, được làm con Thiên Chúa. Thiên Chúa có thể ban con một của Ngài, Thiên Chúa có thể cứu độ con người chúng ta bằng nhiều cách. Thế nhưng Ngài không sai con Ngài đến bằng cách nào khác ngoài việc Ngài chỉ ban con một của Ngài cho nhân loại chúng ta qua Đức Trinh Nữ Maria, như lời tổng nguyện đầu lễ chúng ta đã thưa lên. Ngày Đức Trinh Nữ Maria sinh hạ đến cứ thế, thì Ngài đã ban cho chúng ta nguồn ơn cứu độ. Chúa chỉ ban ơn cứu độ đó, ban con một của Ngài cho nhân loại chúng ta qua Đức Trinh Nữ Maria. Và trong cuộc đời của Chúa Kitô thì chúng ta thấy rằng Ngài Đức Trinh Nữ Maria vừa được sứ Tứ Thần truyền tin cho mẹ, được Thánh Thần thúc đẩy, mẹ vội vã lên nhà Zacharia. Để rồi khi mẹ vừa mới mở miệng thì Gioan Tẩy Giả đã nhảy mừng trong lòng mẹ, ông được tha tội tổ tông, và từ đó biết bao nhiêu ơn phúc tuôn đổ xuống cho gia đình Zacharia. Chúa muốn tha tội tổ tông cho Gioan Tẩy Giả, nhưng Chúa cũng chỉ ban qua Đức Mẹ. Khi Đức Mẹ vừa mới mở miệng chào, như lời bà Isabel nói rằng: bởi đâu tôi được mẹ khi Chúa đến viếng thăm tôi? Vì này tai tôi vừa nghe lời bà chào, thì hài nhi trong lòng tôi đã nhảy mừng, và bà cũng được đầy Thánh Thần. Bao nhiêu ơn phúc tuôn đổ xuống cho gia đình Zacharia chỉ được ban khi Đức Mẹ mở miệng chào bà Isabel. Rồi trong cuộc đời của Chúa Kitô, chúng ta thấy rằng ông già Simeon là một người hằng khát khao mong đợi đấng cứu thế và sống đẹp lòng Chúa. Ông được Thánh Thần thúc đẩy ngay lúc cha mẹ Hà Nhi đem con vào dâng trong đền thờ. Ông được Chúa Thánh Thần hứa ban cho ông một đặc ân, đó là không phải chết trước khi được nhìn thấy đấng cứu độ. Thế nhưng lời hứa đó cũng chỉ được ban cho ông khi Đức Mẹ trao Chúa Giêsu cho ông bồng bế. Được rồi, khi bế Chúa Giêsu trên tay thì ông đã ca lên rằng: lạy Chúa, xin hãy để tôi tới Chúa ra đi bình yên, vì này chính mắt con được thấy ơn cứu độ của Israel. Ông xin chết để cái niềm vui tràn ngập trong tâm hồn ông không bị mất mát đi. Trong những ngày cao giảng tin mừng,
Phép lạ đầu tiên Chúa Giêsu đã làm đó là phép lạ hóa nước thành rượu tại tiệc cưới Cana. Đối với người Do Thái, tiệc cưới kéo dài cả một tuần và rượu là một thứ không thể thiếu trong tiệc đó. Cho nên gia đình nào thiếu rượu trong tiệc cưới, có thể đó là một cái điểm gỡ, một cái điều mà người ta có thể để như là cái điểm xấu cho gia đình đó. Thế nhưng tiệc đang vui thì Đức Mẹ cảm thấy nhà đám có một nét lo nào đó. Với cái giác quan thứ sáu của người phụ nữ, với một tâm tình của một người mẹ, mẹ biết rằng họ đang thiếu rượu và mẹ đã đến ngỏ lời với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nói rằng việc đó có tan gì đến bà và tôi. Thế nhưng rồi Ngài đã theo lời Đức Mẹ để làm cách là hóa nước thành rượu. Và tin mừng còn lại cho chúng ta, đây là các lạ đầu tiên Chúa Giêsu đã làm tại Cana xứ Galilea, và các môn đệ Ngài đã tin vào Ngài. Ngài đã tỏ vinh quang của Ngài ra và các môn đệ tin vào Ngài. Giáo hội mà hôm nay có đức tin là nhờ đức tin tông truyền được truyền lại từ các tông đồ, mà đức tin đó được củng cố, được mạnh mẽ nhờ các lạ đầu tiên đó. Cho nên các lạ này rất quan trọng đối với đức tin của giáo hội. Rồi trong những ngày cao giảng tin mừng, Chúa Giêsu Ngài nhiều lần đã nói với các tông đồ rằng: Thầy còn nhiều điều muốn nói với các con, nhưng các con không thể lãnh hội được. Khi thần chân lý đấy, Ngài sẽ nhắc cho các con biết tất cả sự thật và dẫn các con tới chân lý vẹn toàn. Chúa Thánh Thần chỉ được ban xuống cho giáo hội trong ngày khai sinh cùng với các tông đồ. Đức Nữ Maria đã tha thiết cầu xin và Chúa Thánh Thần đã xuống tràn đầy trên các tông đồ. Để rồi các ông đang sợ hãi người Do Thái thì các tông đồ đã mở cửa ra. Trước đây các ông sợ hãi chú chỉ vì một lời gọi của người tớ giáo. Thế nhưng bây giờ một bài cao giảng của Phêrô đầu tiên đó đã làm cho 3.000 người trở lại. Chúa Thánh Thần đã khai sinh. Chúa Thánh Thần đã tuôn đổ biết bao nhiêu hồng ân trên các tông đồ. Để rồi nhờ đó xã hội được xây dựng và phát triển. Trong những ngày trước khi nhắm mắt xuôi tay, chắc chắn rằng trong cuộc sống trần gian, anh chị em chúng ta có gì quý giá nhất, có gì quan trọng nhất thì mình đã dặn dò đứa con mình thương mến nhất: vàng bạc kim cương, nhà đất sổ đỏ, mẹ để ở chỗ này chỗ khác. Thế mà trước khi nhắm mắt xuôi tay, trước khi trối cho nhân loại chúng ta điều gì ngoài việc gầy trối Đức Mẹ cho Gioan? Từ cái thập giá nhìn cái vấn đề yêu dấu, Chúa Giêsu đã nói với mẹ người: đây là mẹ con và đây là con bà. Để rồi từ giờ đó môn đệ Gioan đưa mẹ về nhà mình. Chúa trối Đức Mẹ cho Gioan không phải là để Đức Mẹ từ đây có một cái mái nhà che nắng che mưa. Chúa trối Gioan cho Đức Mẹ không phải là để từ đây Gioan nuôi dưỡng mẹ một ngày ba bữa cơm. Thế nhưng Chúa muốn rằng Chúa xuống trần gian này 30 năm, Chúa 33 năm mà Chúa dành riêng 30 năm để sống với Đức Mẹ tại Nazareth. Tại đó Chúa dành riêng cho Đức Mẹ hầu như suốt cả 30 năm. Thỉnh thoảng Ngài mới tỏ lộ cho cả trần gian một chút nào đó về sứ mạng của Ngài, còn âm thầm lặng lẽ sống với Đức Mẹ để mẹ nuôi dưỡng Ngài, để mẹ dạy dỗ Ngài, để Ngài vâng phục Đức Mẹ. Cho nên Ngài muốn rằng Gioan từ đây hãy thay mặt Ngài đối xử với Đức Mẹ và sống với Đức Mẹ như xưa Ngài đã sống và đối xử với Đức Mẹ tại nhà Nazareth. Ước mong rằng chúng ta cũng là môn đệ của Chúa Kitô, chúng ta hãy đưa mẹ về nhà mình để rồi từ đây chúng ta sống thân tình với mẹ. Khi Chúa đã làm tất cả mọi việc nhờ Đức Mẹ, và Chúa cũng muốn cho chúng ta đến với Ngài bằng con đường mà Ngài đã đến với nhân loại chúng ta, đó là nhờ mẹ
để đến với Chúa. Trong tác phẩm Vinh Quang Đức Mẹ của Thánh Alfonso Liguori là tiến sĩ giáo hội đã đánh lập dòng Chúa Cứu Thế, có kể lại một câu chuyện. Một nhà quý tộc nọ, ông xây trong cái vườn của ông một ngôi nhà vườn nhỏ, và ông sắm một tượng Đức Mẹ rất đẹp, và đêm nào cũng vậy, chờ cho vợ mình thiếp vào giấc ngủ thì ông lặng lẽ đến với Đức Mẹ. Thế nhưng chúng ta cũng biết rằng một cái kim để trong bao lâu ngày nó cũng lộ ra, cho nên vợ ông để ý rằng cứ tối nào cũng thế, chờ cho bà thiếp ngủ đi thì ông lặng lặng đi đâu một thời gian rất dài rồi ông mới trở về. Cho nên một hôm bà mới hỏi ông, ngoài tôi ra ông có yêu một người phụ nữ nào không? Ông nói ngay, ông bảo có, trái tim tôi đã trao trọn vẹn cho một người phụ nữ tuyệt thế gia nhân. Bà hỏi rằng, có phải vì người phụ nữ đó mà đêm nào ông cũng bỏ tôi để rồi đến với người phụ nữ đó phải không? Ông nói, đúng rồi, tôi không thể sống được nếu thiếu người phụ nữ đó. Ông nói về Đức Mẹ. Thế nhưng người vợ của ông lại nghĩ về một người phụ nữ trần gian, cho nên bà đã nổi cơn ghen. Đêm hôm đó, khi ông lặng lặng đến với Đức Mẹ thì bà ở nhà đã lấy con dao cắt ngang cổ mình để tự tử. Sau những giây phút ở bên Đức Mẹ trở về, mở cửa bước vào phòng, cái mùi máu nó tanh nồng nặc. Ông đốt đèn lên thì hỡi ôi, máu loang khắp cả giường, vợ ông đã lạnh rồi. Ông đóng cửa lại, ông lặng lặng đến ngôi nhà vườn nhỏ. Ông tâm sự với Đức Mẹ, ông nói với Mẹ rằng, tại vì Mẹ mà gia đình con đến nông nỗi này, chỉ vì yêu mến Mẹ mà đêm nào con cũng đến với Mẹ, và giờ đây vợ con đã tự tử thì sẽ mất linh hồn. Chỉ có Mẹ mới có thể cứu được gia đình con khỏi cái nông nỗi này. Ông cầu nguyện với Đức Mẹ lâu giờ, thì lát sau có một người đệ tử chạy đến nói với ông rằng, ông ơi, bà đang đợi ông ở nhà. Ông sửng sốt, ông ngạc nhiên, ông hỏi rằng bà tìm ra được bao giờ? Thì người đệ tử nói, bà mới bảo con chạy ra tìm ông. Ông bảo, mày chạy về coi thử coi có đúng vậy không? Ông không tin, cho nên người đệ tử chạy về, và lát sau người đệ tử chạy ra nói với ông rằng, bà bảo ông về mau, bà đang đợi ông ở nhà. Ông trở về thì bà đang đứng ở cửa, bà ôm choàng lấy ông. Bà nói rằng, ông ơi, Đức Mẹ vừa mới cứu tôi khỏi sa hỏa ngục. Đáng lẽ tôi sa hỏa ngục rồi, nhưng Đức Mẹ đã cứu tôi, cho tôi sống lại để tha tội và yêu mến Chúa và Đức Mẹ, và nhất là để kể lại những đặc ân Chúa đã ban cho tôi. Sáng ngày hôm sau, ông làm một bữa tiệc thật lớn để đãi tất cả bạn bè, họ hàng, bà con. Và khi mọi người đã ăn uống rồi, thì ông dẫn mọi người đến chỉ cho mọi người thấy cái vết sẹo ở trên cổ vợ ông vẫn còn đó. Và ông dẫn mọi người đến cái giường, đến cái phòng mà của vợ chồng ông ngủ, máu còn đang loang đầy trên giường. Và mọi người ca tụng tình yêu của Thiên Chúa qua Đức Mẹ. Anh chị em thân mến, Chúa muốn ban tất cả mọi ơn của Ngài cho nhân loại chúng ta. Ngài là nguồn ân sủng. Thế nhưng Ngài muốn ban cho nhân loại chúng ta hết ơn này đến ơn khác qua Đức Mẹ. Vì Đức Mẹ là máng thông ơn Thiên Chúa, Đức Mẹ là cửa thiên đàng. Thánh Bernardo, Thánh Bernardino Siena, Ngài đã nói rằng tất cả mọi ơn Chúa ban cho nhân loại chúng ta đều qua tay Đức Mẹ. Để rồi tùy ý Đức Mẹ ban cho ai bao nhiêu, bằng nào, lúc nào, tùy ý Đức Mẹ. Chúa có thể làm được tất cả mọi việc như Chúa muốn cho nhân loại chúng ta. Chúa đã làm tất cả mọi việc qua Đức Mẹ, thì Ngài cũng muốn cho nhân loại chúng ta hãy chạy đến với Ngài, cậy nhờ Ngài, để rồi nhờ Đức Mẹ mà chúng ta được muôn vàn ân phúc, nhất là được ơn cứu độ sau này
như trong tin lành nữ vương chúng ta đọc. Sau cõi đời này, xin cho chúng con được thấy Chúa Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ, được thấy Chúa Giêsu là được ơn cứu độ đó. Cái ơn đó chúng ta chỉ có thể kêu cầu với mẹ và trong kinh kính mừng ngày ngày giáo hội dạy cho chúng ta. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay, ngay bây giờ đây và mọi nơi mọi lúc trong suốt cuộc đời của chúng ta cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay. Hôm nay anh chị em của chúng ta quây quần nhau nơi đây để ca tụng Đức Trinh Nữ Maria là Mẹ Thiên Chúa. Chúa đã ban đến cứu độ cho nhân loại chúng ta qua Đức Mẹ, thì Ngài cũng muốn nhờ Đức Mẹ để chúng ta được ơn cứu độ bằng cách chúng ta hãy chạy đến với Mẹ, kêu van khẩn cầu với Mẹ. Tất cả mọi người mẹ nào cũng thương con, người mẹ nào cũng muốn cho con mình nên tốt, nên đẹp, nên hơn người và nên người. Chớ gì trong cuộc sống thường ngày có những điều nó vượt quá khả năng chúng ta, nó ngoài tầm tay, nó ngoài khả năng. Chúng ta hãy chạy đến với Mẹ để rồi chúng ta được lãnh nhận tất cả mọi điều chúng ta cấn xin. Như trong bài gặp một sách Dân Số đã nói, chúng ta hãy cầu chúc cho nhau trên đây Chúa. Thế nhiên những lời cầu chúc của chúng ta sẽ được Chúa nhận lời nếu chúng ta biết nhờ Đức Mẹ để chạy đến với Ngài mà cầu xin. Chúng ta xin Chúa Nữ Maria là Mẹ của chúng con, Mẹ cũng là bổn mạng. Chúng con đã trao phó tất cả cuộc đời chúng con cho Mẹ. Xin Mẹ hãy tỏ ra Mẹ là Mẹ thật chúng con, và xin cho chúng con biết sống với Mẹ như Chúa đã sống và đối xử với Mẹ năm xưa tại nhà Nazareth, để rồi Mẹ cũng huấn luyện, đào tạo và dạy cho chúng con được nên giống Chúa Giêsu con yêu dấu của Mẹ. Tôi tin trên một Thiên Chúa đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi quan đạo trang chết sống lại.
Quý ông bà anh chị em thân mến, ngày đầu năm mới, giáo hội mừng kính Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, với mong muốn đặt thế giới vào tay Đức Mẹ để thế giới luôn được sinh lại, được đổi mới. Chỉ khi sinh lại trong Chúa, thế giới mới thực sự có hòa bình, mọi người với bình an. Hợp với dần dần hiến về hôm nay nhân ngày lễ Maria Mẹ Thiên Chúa bổn mạng, chúng ta hết lòng tôn thờ Chúa, tôn vinh Mẹ và tha thiết dâng lời nguyện xin. Hòa bình là một hồng ân của Thiên Chúa. Chúng ta hãy nhịn nhân ý cầu nguyện cho các chú chăn chăn hơi thông, biết sâu tinh thần của Chúa là yêu thương, tha thứ và phục vụ, để qua cuộc sống của gian ngày yêu thương mọi người, biết tha thứ và yêu thương nhau như chính bản thân mình. Thiên Chúa là một cuộc ra đi không ngừng, và ra đi là đến với Thiên Chúa và đến với người khác, bằng tha thứ, bằng yêu thương, bằng giúp đỡ. Xin cho các nhà lãnh đạo quốc gia nước khác cao kiến tạo một nền hòa bình từ chính tâm hồn mình, từ đó sẽ chiết nhiệt tình lo cho đặc biệt như người nghèo khô bất hạnh. Xin Chúa nhận lời chúng con. Đức Maria đã hết lòng cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho cha quan hạnh quý cha và suy nghĩ lại trong lòng. Xin cho anh chị em gia đình mình hôm nay luôn tin học tập nơi Đức Mẹ Maria, sự thật là nội tâm để hiểu và nghe được Thiên Chúa mong muốn trong bạn giữ bạn cuộc sống, từ đó đi trở về cùng Chúa trong cầu nguyện và lạy Chúa, xin hãy dùng con như khi cô bình an của Chúa để con trở nên con người mới, góp phần cứu mang và sinh hạ một thế giới mới như lòng Chúa mong ước. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thank you.
Anh chị em hãy cầu nguyện để nghi lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha còn nâng chấp lên. Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, mọi sự tốt đẹp ở trần gian đều bắt nguồn nơi Chúa, và phải nhờ tay Chúa mới phát triển đạt tới mức tập toàn. Ngày hôm nay mừng lễ Maria Thiên Chúa Thánh Mẫu, chúng con được hoan hỷ vì ơn cứu độ của chúng con đã khai màn. Xin cho chúng con cũng được hạnh phúc thay ơn đây hoàn thành mỹ mãn. Chúng con cầu xin nhờ Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha trên thiên, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đáng tạ ơn cứu độ cho chúng con trong ngày lễ mừng tức hiệu Đức Maria là Thiên Chúa của Đức Trinh Nữ trọn đời. Chúng con cùng ca ngợi chúc tụng và tung hô Chúa, bởi theo Đức Chúa thân thuận Đức Maria là thụ thai con một Chúa và đã chiêu giải vào thế gian năm sáng vĩnh cửu là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Nhờ người các thiên thần ca ngợi, các quan thần thờ lạy, các quyền thần vinh sở uy lên Chúa, các tầng trời cùng với các báo thân thiên quân cùng với các thần sông lên đồng hân hoan chúc tụng Chúa. Xin cho chúng con đồng thân với các ngài thần thần tuyên xưng rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn thân thần Chúa thân oai của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy thánh tạ ơn bè ba và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thời sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thời, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thời. Đây là mầu nhiệm đứng tin. Với Đức Giáo Hoàng Phan Xích Cô, Đức Giang Bục Giang, chúng con và toàn
giáo hoàng Benedicto 16 đã được giám mục, các linh mục, quý tu sĩ, quý chức ban hành giáo, quý hội viên, gia đình tận hiến, quý ân nhân cùng các linh hồn mà chúng con cùng hiệp dâng lên hôm nay, mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này cùng với Chúa, thì bằng rằng những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin thương gia đình anh chị em chúng con đã năn nỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quý thuộc chúng con đã lý giải trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được quả hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con lại xin thương thân cho tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Chúa Nữ Maria mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bàn trăm năm Đức Chúa Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các anh đã xin đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Mừng lần Chúa cứu thế và theo thế thương người dạy chúng ta cảm nguyện rằng: nhờ Chúa đồng lòng thương cứu giúp chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đáng khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng tu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng cho tôi chúng con đi, xin nhìn đến đức tin của Hồng Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hồng Thánh được bình an và hợp nhất theo răng nghi Chúa. Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây thiên thiên chúa, đây đây cho tôi trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc thiên thiên chúa.
Thank you.
chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa hoan hỷ điều kiện nước trời và hãnh diện tuyên xưng Đức Trinh Nữ Maria là mẹ thánh từ Giêsu và là mẹ giáo hội. Xin cho yên tiệc này giúp chúng con đủ sức đạp tới phúc trường sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúng con xin kính mời quý cha đồng tế an toàn. Xin kính mời cộng đoàn ngồi. Sau đây anh đại diện sẽ có đôi lời cảm ơn cha và cộng đoàn. Xin trân trọng kính mời anh. Trọng kính cha đại diện chánh sứ kẻ sạch đặc trách gia đình tận hiến niềm hôm nay, cha phó sứ giáo sứ kẻ sạch, cha Agustino Maria tổng phụ trách gia đình tận hiến toàn quốc, cha Vinh Sơn Yến Maria chánh văn phòng tổng mẹ chúc kính chuộc, cha phụ trách Luca Maria, quý cha giảng huấn, quý cha tổng mẹ chúc kính chuộc, quý cha đồng tế. Kính thưa quý vị đồng mến kính giá, quý thầy, quý chức thường vụ ban hành giáo giáo sứ kẻ sạch, quý chị ban phục vụ gia đình tận hiến miền Biên Hòa, quý chị nguyên ban phục vụ gia đình tận hiến miền hôm nay, các ban ngành đoàn thể cùng cộng đoàn dân Chúa đang hiện diện, con xin được đại diện gia đình tận hiến miền hôm nay dâng lên quý cha, quý vị, quý thầy, quý chức, quý khách cùng toàn thể cộng đoàn lời cảm ơn phát xuất từ trái tim của chúng con. Trọng kính quý cha, kính thưa quý vị, quý thầy, quý chức, quý khách cùng toàn thể quý vị. Mọi thành quả của con người đều bắt nguồn từ yêu thương. Vâng, quả đúng như vậy. Vì yêu thương mà hôm nay cha đang đặt trách gia đình tận hiến miền hôm nay đã cho phép và tạo được mọi điều kiện thuận lợi cho gia đình tận hiến miền hôm nay chúng con được tổ chức thánh lễ mừng kính mẹ Thiên Chúa bổn mạng gia đình tận hiến miền hôm nay chúng con trong ngôi thánh đường rất bề thế nguy nga tráng lệ này. Chúng con xin hết lòng tri ân. Trọng kính cha Agustino Maria tổng phụ trách gia đình tận hiến toàn quốc, cha Vinh Sơn Yến Maria chánh văn phòng dòng mẹ chúa kính chuộc, cha phụ trách, quý cha giảng huấn, quý cha đồng tế. Chúng con biết rằng quý cha rất bận rộn với bao công việc mục vụ, với bao công việc mà nhà mẹ giao cho. Nhưng vì tình yêu thương dành cho gia đình tận hiến miền hôm nay chúng con, quý cha đã vượt lên tất cả để hiện diện trong thánh lễ mừng bổn mạng của miền hôm nay chúng con và cầu nguyện cho chúng con. Chúng con xin hết lòng tri ân. Chúng con xin chân thành cảm ơn quý vị đồng mến thánh giá Bắc Hải, quý thầy, quý vị, quý thầy đã dành những thời giờ thật quý báu hiện diện trong thánh lễ mừng bổn mạng của chúng con để cầu nguyện cho chúng con. Chúng con xin được tặng giả ghi tâm. Chúng em cũng xin chân thành cảm ơn quý anh chị ban phục vụ gia đình tận hiến miền Biên Hòa, ban phục vụ năm xứ của miền Biên Hòa với tình liên đới thân thương. Quý anh chị đã đến hiệp dân thánh lễ mừng bổn mạng của chúng em để cầu nguyện cho miền hôm nay chúng em. Chúng em xin chân thành cảm tạ. Chúng em xin chân thành cảm ơn quý anh chị nguyên ban phục vụ gia đình tận hiến miền hôm nay trong tình liên đới rất thân thương. Quý anh chị cũng đã hiện diện trong thánh lễ mừng bổn mạng của chúng em như là một động lực khích lệ tinh thần cho chúng em trong công việc phục vụ. Chúng em xin chân thành cảm ơn. Rất đặc biệt gia đình tận hiến miền hôm nay chúng tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu xa nhất đến quý chức thường vụ ban hành giáo giáo sứ kẻ sạch, ban phục vụ phẩm thánh, ban lễ sinh, ban âm thanh ánh sáng, ban truyền thông, các đoàn thiện, các ban ngành đoàn thể trong giáo sứ kẻ sạch, các viên quy trị ban phục vụ gia đình tận hiến giáo sứ kẻ sạch,
đã hết lòng giúp đỡ chúng em trong mọi công việc để thánh lễ mừng cột mà của gia đình Tần Hiến miền được diễn tiến thật tốt đẹp. Chúng em xin được tạm dạ ghi tâm. Giờ đây nhân dịp đầu năm mới dương lịch năm Quý Mão, con xin đại diện gia đình Tần Hiến miền hôm nay xin kính chúc cha đặc trách quý cha, quý vị, quý thầy, quý chức thường vụ ban hành giáo, quý chị ban phục vụ hai miền, ban phục vụ các cấp, các ban ngành đoàn thể cùng cộng đoàn một năm mới tràn đầy ơn Thánh Chúa, sức khỏe, bình an, hạnh phúc trong tình yêu của Chúa Giáng Sinh. Xin quý cha, quý vị, quý thầy, quý chức, quý chị, ban phục vụ hai miền cùng cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho gia đình Tần Hiến miền hôm nay chúng con luôn biết sống hiệp hành, hiệp thông tham gia sứ vụ nơi gia đình, nơi giáo xứ gia đình hội đoàn. Hầu chúng con làm sáng danh Chúa và mẹ nơi trần gian này. Chúng con xin hết lòng cảm ơn. Được biết bao nhiêu ân phúc mà chúng ta đang tha thức nguyện cầu.
Xin Chúa và Đức Mẹ bái vương chúc lành cho tất cả quý anh chị. Xin chúc mừng một lần nữa, chúc mừng một mạng quý anh chị em chúng ta và xin Chúa và Đức Mẹ chúc lành cho chúng ta. Vâng, và sau thính lễ chúng con kính mời quý cha, quý vị, quý thầy, quý chức cũng như quý khách tiến bộ vào nhà xứ để chia sẻ với nhiệm vụ chúng con tại sân nhà xứ. Chúng con xin kính mời. Tôi xin chân thành cảm ơn. Thành lễ xin lòng trọng nhờ sự hiện diện của mọi người cha anh em nữa. Cảm ơn tất cả mọi người đã hiện diện như góp phần góp công góp sức để làm nên sự tốt đẹp của ngày hôm nay. Và giờ đây xin cũng mời cộng đồng đứng để đón nhận các bạn quyết định. Chúa cùng anh chị em. Thiên Chúa vì lòng nhân từ đã muốn cùng Đức Thánh Trinh Nữ Maria sinh con mà cứu chuộc nhân loại. Xin Ngài đoái hương cho anh chị em nên phong phú nhờ phúc lành của Ngài. Xin cho anh chị em mọi nơi mọi lúc cảm nhận được sự bảo trợ của Đức Maria nhờ người anh chị em đã đang đảm nhận đơn bao sự sống. Hôm nay anh chị em đã lấy lòng sốt sắng quy tụ tại nơi đây. Xin cho anh chị em được hưởng phúc lộc là niềm vui thiên nhiên và phần hưởng trên trời. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
con xin được hân hoan chào đón quý cha, quý dì, quý thầy, quý khách cùng toàn thể quý chức ban hành giáo cũng như toàn thể quý anh chị em trong gia đình Tần Hiến ngày hôm nay đã hiện diện trong niềm vui mừng ngày mẹ Chúa Kính Chúa, mừng ngày mẹ Thiên Chúa bổn mạng của gia đình Tần Hiến ngày hôm nay chúng ta. Giờ đây chúng con xin kính mời cha chánh văn phòng tổng mẹ Chúa Kính Chúa nên có đôi lời và xin cha làm phép của anh khai mạc buổi tiệc mừng bổn mạng của chúng con. Xin trân trọng kính mời cha. Kính thưa quý cha, kính thưa tất cả quý anh chị, một lần nữa em xin đại diện cho ban giảng huấn chúc mừng bổn mạng tất cả các anh chị. Xin Thiên Chúa và mẹ Maria là mẹ Thiên Chúa ban muôn phúc lành xuống cho tất cả các anh chị. Chúng ta cùng dâng Chúa lời tạ ơn vì chúng ta đã được tham dự thánh lễ bổn mạng và giờ đây chúng ta có bữa tiệc để chúng ta mừng. Xin cộng đoàn chú ý nhân dân cha và con và thánh thần lạy cha chúng con ơi trên trời, chúng con nguyện danh cha cả xa nơi đất cũng như trên trời, xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con của ân này, xin cho chúng con biết dùng của ân này để thêm sức sống phục sự và yêu mến Chúa. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúng ta cùng vỗ một tràng vỗ tay mừng nữa. Vâng, chúng con xin chân thành cảm ơn cha chánh văn phòng. Vâng, trọng kính quý cha, kính thưa quý dì, quý chức cùng toàn thể quý vị, trong ngày vui mừng bổn mạng của gia đình Tần Hiến miền hôm nay, chúng con cũng có những tiết mục thật vui, thật sống động để phục vụ quý cha, quý vị, quý thầy, quý chức cùng toàn thể mọi người hưởng một niềm vui mừng bổn mạng trong ngày vui hôm nay. Trước hết xin được giới thiệu gia đình Tần Hiến Giáo xứ Kẻ Sạt sẽ có một tiết mục để chào đón quý cha. Xin một tràng vỗ tay để chào đón gia đình Tần Hiến Giáo xứ Kẻ Sạt ạ. Thank you.
Rất là tuyệt vời vào các cây. Mọi người xin một tràng máu tay để cổ vũ tinh thần quý vị. Vâng, chúng em sẽ mời từ phía gia tốc trở lên các sĩ nữ mỗi sĩ một đại diện nhé. Lên chúng tôi xin mời chị Việt Công Sức Kinh Bích ạ. Xin một tràng pháo tay để kích lệ tinh thần chị Việt Công Sức Kinh Bích ạ. Lời đầu tiên xin chào quý cha, tất cả anh chị em trong hội tận hiến. Hôm nay cũng là ngày lễ thì nếu mà con xin các bác cha thì con chả biết chào như thế nào thôi. Con vui chúc các cha nhớ. Con đang giúp vui vào nhạc phẩm phòng máy cho bản mùa xuân đầu tiên của nhạc sĩ Tuấn Khanh. Các em chàng hô tay lên tinh thần. Đây cũng là năm mới thì con xin chúc tất cả các quý cha, các anh chị trong hội tận hiến thêm tuổi, thêm sức khỏe, vui vẻ, tươi trẻ. Và chúng ta cũng gắn kết cho cái tình liên đới của trong hội. Yeah.
vơi đầy. Bao lâu nay đợi nhau ngàn mây, anh đâu ngờ bên bờ hạnh phúc là đây. Anh ơi xuân đến bên thềm rồi, nhắc gì màu hồng với đi. Hết rồi mùa chia ly, cho tình xuân qua đi. Sau đây mời anh Tuấn của thư ký của đại diện cho giáo sư Bắc Hải, xin mời anh lên góp vui với gia đình trận hiến của chúng em một bài ạ. Xin mời anh ạ. Con nói thật này này, con năm nay con 65 rồi, mời mà nhậu là con không thích, nhưng mà hát là con lên ngay. Cảm ơn chị rất nhiều ạ. Chúc chị luôn được mạnh khỏe và tươi trẻ, trẻ mãi không già. Và một số anh chị em muốn ca múa nhà thì xin đăng ký để em giới thiệu lên để góp vui buổi tiệc ngày hôm nay ạ. Mình kính thưa quý cha, quý thầy, quý vị, quý gì, cũng như toàn thể quý anh chị đang có mặt trong buổi tiệc hôm nay để tiếp tục chương trình, thì con xin được hát một tác phẩm mà được mang tựa đề là Đôi Khi, lời của hạt giống tâm hồn và nhạc của Đức Giám Mục và Thông Huy Phu, để muốn nói lên tất cả cái niềm hy vọng cho người Công giáo chúng ta. Hãy quên đi tất cả những ưu phiền lắng lo đã qua đi và hướng tới những tương lai thành công trong mọi sự. Vâng, xin quý cha cùng toàn thể quý vị cùng lắng nghe. Quý vị cho một tràng vỗ tay được không ạ? Vâng, xin chân thành cảm ơn ạ. Đừng tiếc nuối, đừng đắng, tôi đi, tôi
trang trang càng nhiều, càng đậm sâu trái tim tình yêu. Quý sư, thưa thấy toàn thể quý vị sinh thì cũng vẫn còn cái mùa Giáng sinh, cho nên là xin ba cái bài dư âm mùa Giáng sinh làm sao nhỉ, hay là cái bài ấy thì cái bài
lá thư Trần Thế đây nhá. À, vì mùa Giáng sinh vẫn còn, cho nên là xin gửi đến quý cha, quý thầy và toàn thể kinh quý thầy bài hát Lá Thư Trần Thế. Có chị nào lên hát đây xong ca không? Lạy Chúa con là thiếu phụ ấy. Có hát không? Xin mời lên hát xong ca. Chị Phước và giáo sứ Gia Cốc. Vâng, xin cho một tràng pháo tay mừng chị Phương, từng mừng em. Thank you.
Vâng, xin chân thành cảm ơn ạ. Để nối tiếp chương trình sau đây mời tam ca áo trắng của Đại Nộ ạ. Tam ca áo trắng Đại Nộ đâu ạ? Vâng, quý vị cho một tràng pháo tay cho các chị Đại Nộ ạ. Vâng, xin chân thành cảm ơn. Hát rồi sẽ biết. Bài gì đấy? Bài Đón Xuân. Bài bài gì chị mời? Đón Xuân, Đón Xuân. Để tiếp nối bầu không khí của mùa xuân của chị Lễ Chị mở màn, chúng em xin tiếp nối mùa xuân tiếp bằng bài Đón Xuân. Chúng em tăng ca ba con cá và ba con mèo. Đây nói qua này, giới thiệu ba con mèo. Chúc các cha, các dì, các thầy cũng là ngày lễ của mẹ và cũng là đầu năm mới. Con xin chúc các cha, các thầy, các dì, các quý hội đoàn và các anh chị em trong gia đình Tần Hiến. Lời đầu tiên chúc sức khỏe, an lành, thánh đức. Dạ, chúng con xin cảm ơn ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Để nối tiếp chương trình sau đây, mời tất cả quý vị hãy lắng nghe. Chắc chắn là một số anh chị em đã lắng nghe giọng ca nam ca sĩ rất là nổi tiếng, đó là cha Du Xe, phó sứ, giáo sứ Kẻ Giặt, mà chúng con đã từng nghe thấy những giọng ca của cha và con đã nghe thấy rất là lâu rồi. Hôm nay con mới được chiêm ngưỡng. Xin mời cha góp vui với chúng con một bài hát ạ. Vâng, xin mời cha. Quý vị cho một tràng pháo tay được không ạ? Vâng ạ, xin chân thành cảm ơn ạ. Con thì không biết là ông MC nghe từ lúc nào. Con cũng mới về đây được có mấy tháng thôi. Cho nên tôi thì vâng lời trọng hương của lễ, tiếp theo cái tâm tình của ngày đầu xuân, tôi xin được gửi đến tất cả mọi người, kính quý cha và quý khách, bài hát câu chuyện đầu năm. Chúng ta kể cho nhau nghe những niềm vui của năm qua và hy vọng của năm tới ạ. Để cổ vũ quý vị cho một tràng pháo tay nữa được không ạ? Vâng, xin chân thành cảm ơn ạ. Thank you.
lời nguyện xin dỡ quên. Mong đầu năm cuối năm gặp may, gia đình luôn hạnh phúc sum vầy. Xin bước đường dẫn lời dòng mây, duyên vừa đẹp đi đắm say, ôm nàng xuân đẹp vào tay. Trên bước đường dẫn lời dòng mây, duyên vừa đẹp đi đắm say, ôm nàng xuân đẹp vào tay. Cảm ơn cha rất nhiều. Đang có việc lì xì sớm ở đây. Dạ. Và để nối tiếp chương trình sau đây, mời tất cả quý vị hãy nhìn lên sân khấu một chàng trai hát boy rất là tuyệt vời. Đó là thầy. Thầy gì ạ? Thầy Cường ạ. Vâng, xin trời mời thầy. Quý vị cho chàng có tay cho hát boy ạ. Vâng ạ. Cho bài Duyên Trời đi. Duyên Trời mà có. Duyên Trời. Và em xin tất cả các anh chị giáo xứ Bắc Hải ra cổng xứ nhà mình, cổng xứ kẻ sạt, rồi em sẽ kêu xe để đón các chị về nhá. Tất cả anh chị em tập trung ở đó cho em. Quý cha, quý anh chị quân toàn thể đây tỉnh Hiến Miền đúng hôm nay, anh phó miền anh giới thiệu thì em xin được góp vui bài, nhưng mà bởi vì xuân thì chưa có thuộc cho nên có cái bài thì mình đi tu thôi, nhưng em xin hát bài nhạc chế là Duyên Trời. Quý vị cho một tràng pháo tay nữa đi ạ, để cổ vũ cho thầy ạ. Vâng, xin chân thành cảm ơn ạ. Bởi vì 16 tuổi thì em đã đi tu rồi, cho nên là xin hát bài Duyên Trời. Lòng thành
Thấy bạn ngồi bấm chào thì hết rồi, nhưng mà thôi con muốn xin chào quý cha cho nó phải phép. Như là anh phóng viên đã giới thiệu ấy, tôi mới được ơn gọi và tham gia cái khóa học lớp tháng 11 vừa rồi. Cho nên bây giờ trong cuộc sống con người ấy, thì nó có nhiều ơn gọi tu sĩ, ơn gọi gia đình và ơn gọi vô gia đình tận hiến. Thì tôi xin hát bài Ngài gọi tên con để thể hiện cái tâm trạng tôi được Chúa và mẹ gọi tôi vô. Vâng, cảm ơn anh. Quý vị cho một tràng pháo tay cổ vũ cho anh được không ạ? Xin gọi tên. Vâng, xin chân thành cảm ơn ạ. Một lần nữa em xin tất cả anh chị em của gia đình tận hiến giáo xứ Bắc Hải ra cổng để có xe đón nhé. Oh,
Xin cảm ơn anh Quyền Cao Su Kiên Đích rất nhiều. Một giọng ca rất truyền cảm. Rất tiếc là quý khách cũng đã gần tàn rồi. Xin nói tất cả mọi người, có thể chương trình văn nghệ chúng ta có thể ghép lại ở đây.